Thiện tài bạch rằng: Đức Thánh, Ngài đã phát tâm Bồ Đề được bao lâu? Thiện tài đồng tử lại hỏi rằng: Bạch Đức Thánh, Ngài đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác được bao lâu rồi? Đáp rằng: Thiện nam tử, ta nhớ quá khứ ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng tu hành phạm hạnh cung kính cúng dường nghe pháp thọ trì. Trước đó ở chỗ Đức Phật Ly Cống xuất gia học đạo thọ trì chánh pháp. Trước đó ở chỗ Đức Phật Diệu Tràng. Trước đó ở chỗ Đức Phật Thắng Tu Di. Trước đó ở chỗ Đức Phật Liên Hoa Đức Tạng. Trước đó ở chỗ Đức Phật Tỷ Lô Giá Na. Trước đó ở chỗ Đức Phật Phổ Nhãn. Trước đó ở chỗ Đức Phật Phạm Thọ. Trước đó ở chỗ Đức Phật Kim Cang Tề. Trước đó ở chỗ Đức Phật Bà Lô Na Thiên. Thiện nam tử, ta nhớ quá khứ vô lượng kiếp, ở trong vô lượng đời, ở chỗ các Đức Phật, nhiều như số các 36 sông Hằng như vậy, đều thờ phụng cung kính cúng dường nghe pháp thọ trì tịnh tu phạm hạnh. Quá đầy về trước, chỗ biết trí huệ của Phật chẳng phải ta có thể dò được.